Trung Quốc đánh thức kho báu khổng lồ 1.000 tỷ đô ở Đại Tây Dương, Mỹ lo ngại. Trung Quốc vừa hoàn thành chuyến thám hiểm khoa học biển sâu đầu tiên tới Đại Tây Dương, mở rộng nỗ lực thăm dò trong bối cảnh Mỹ ngày càng lo ngại về động cơ của nước này. Sau hải trình kéo dài 164 ngày qua 57.000 km vào Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, Shenhaijihao, tàu mẹ của tàu ngầm nghiên cứu giao long của Trung Quốc, đã cập cảng tại thành phố Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Trong chuyến đi này, 46 chuyến lặn đã được thực hiện, một kỷ lục cho một chuyến thám hiểm đại dương, cho phép các nhà nghiên cứu Trung Quốc thu thập rất nhiều dữ liệu môi trường cũng như các mẫu sinh học và địa chất đại dương, theo báo cáo của One High News, một trang tin thuộc sở hữu của Nhật báo Thanh Đảo. Sun Yong-fu, nhà khoa học trưởng của đoàn thám hiểm đại dương và là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Biển sâu Quốc gia Trung Quốc, nói với One High News, đây là lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng tàu ngầm Giao Long để thực hiện công việc thám hiểm cho một hải trình kéo dài nhiều ngày trên Đại Tây Dương. Qua cuộc khảo sát, Trung Quốc đã hiểu sâu hơn về sự phân bố của các hoạt động sinh học thủy nhiệt và kết nối sinh học trên khắp sống núi giữa Đại Tây Dương, ông Sun Yong-fu cho biết thêm. Sống núi giữa Đại Tây Dương, một dãy núi chủ yếu nằm dưới nước được hình thành do sự phân tách liên tục của các mảng kiến tạo, trải dài trên đại dương ngăn cách châu Âu và châu Phi với châu Mỹ. Dãy núi này chứa các khu vực hoạt động thủy nhiệt với nhiệt độ cực cao và hệ sinh thái độc đáo được các nhà nghiên cứu khoa học quan tâm. Trước đó, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã xác định vị trí các khu vực thủy nhiệt trên khắp đại dương, tiến hành lặn ở 15 khu vực để thu thập dữ liệu môi trường như nhiệt độ, nồng độ khí metan và hydro. Theo báo cáo, trong quá trình lặn, phía Trung Quốc cũng thu thập các mẫu giun, tôm và chai sống ở các khu vực thủy nhiệt, cũng như các mẫu địa chất như đá bazan và sunfua. Điều này có ý nghĩa to lớn đối với nghiên cứu khoa học biển sâu trong tương lai của Trung Quốc. Mỹ lo ngại về hoạt động thăm dò của Trung Quốc. Các hoạt động biển sâu của Trung Quốc có thể vượt xa hoạt động thăm dò khoa học. Theo Viện Tài nguyên Thế giới, WRI, Trung Quốc nằm trong số 169 bên tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, UNCLOS, đang chờ quyết định về thời điểm họ có thể bắt đầu khai thác khoáng sản ở vùng biển sâu dưới đáy đại dương. Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển đặt ra các quy tắc quản lý việc sử dụng đại dương và tài nguyên của nó, bao gồm cả hoạt động thăm dò khoa học. Vì nắm giữ địa điểm thăm dò đại dương nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới nên Trung Quốc đang được định vị để giành được thị phần lớn nhất trong số kho báu biển sâu trị giá hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Kho báu đó chính là các nốt đa kim rất giàu manga, sunfua, coban, nickel, vàng, bạc, wolfram, đồng và đất hiếm. Trong bài viết của tiến sĩ, thuyền trưởng John Watts, Hải quân Mỹ, một trong hai người đầu tiên khám phá điểm sâu nhất của đại dương thế giới, Challenger Deep, đăng trên website của Viện Hải quân Mỹ năm 2021 có đoạn. Nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ trị giá hàng nghìn tỷ đô la đang nằm dưới đáy biển rộng hơn 360 triệu km vuông của thế giới. Có 3 khu vực tập trung nhiều khoáng sản, bao gồm nốt sần đa kim loại, sunfua đa kim và các vỉa ferro manga giàu coban. Trong đó, các sần nốt đa kim có kích thước bằng củ khoai tây được tìm thấy trên đồng bằng đại dương phẳng ở độ sâu từ 4.000 đến 6.000 mét trên toàn thế giới. Hầu hết chúng được hình thành cách đây hơn 3 triệu năm. Chúng thường chứa nhiều nickel, coban, manga và một số kim loại đất hiếm khác. Các sunfua đa kim được tìm thấy chủ yếu dọc theo các sống núi ngầm giữa đại dương ở độ sâu khoảng 900 mét đến 4.000 mét. Kim loại thường có thuộc sunfua đa kim là đồng, vàng và bạc. Vỉa ferro manga giàu coban xuất hiện ở độ sâu nông hơn từ 400 mét đến khoảng 5.000 mét ở những khu vực có hoạt động núi lửa đáng kể. Kim loại được tìm thấy trong các lớp vỏ này bao gồm coban, nickel, đồng, bạch kim, wolfram và các nguyên tố đất hiếm. Hiện nay, việc khai thác dưới biển được quản lý bởi Cơ quan Đáy biển Quốc tế ESA, thành lập vào năm 1994. Các chính phủ và các thực thể thương mại phải nộp đơn xin quyền khám phá các vùng đáy biển để thăm dò ban đầu và sau đó là khai thác thương mại. Một điều đáng chú ý là, vắng mặt trong danh sách các bên tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển là Mỹ, quốc gia có thượng viện vẫn chưa phê chuẩn hiệp ước. Điều này có nghĩa là Mỹ sẽ không thể tham gia khai thác dưới biển sâu hoặc các chuyến thám hiểm cần thiết để chuẩn bị cho việc đó. John Negroponte, cựu giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cho biết trong cuộc phỏng vấn thuộc chương trình 60 Minutes chủ đề tại sao Mỹ chưa tham gia cuộc đua khai thác biển sâu ở vùng biển quốc tế của CBS News hồi tháng 3 năm 2024 rằng nếu chúng tôi không ngồi vào bàn đàm phán và không phải là thành viên của Cơ quan Đáy biển Quốc tế ESA, chúng tôi sẽ không có tiếng nói trong việc viết ra các hướng dẫn về môi trường cho việc khai thác dưới đáy biển sâu. Ông John Negroponte là một trong số các đảng viên Cộng hòa cấp cao kêu gọi Thượng viện Mỹ xem xét lại và phê chuẩn hiệp ước.
Những người khác lo ngại rằng hoạt động thăm dò biển của Trung Quốc có thể giúp nước này có lợi thế về thông tin đại dương. Nếu bạn định tìm tàu ngầm dưới đại dương, bạn cần biết đáy trông như thế nào. Bạn cần biết nhiệt độ là bao nhiêu. Bạn cần biết độ mặn là gì. Thomas Sugat, cựu thủy thủ tàu ngầm của Hải quân Mỹ và là thành viên cấp cao tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ, CNAS, nói trong 60 Minutes. Nếu Trung Quốc đang sử dụng các tàu dân sự để lén lút thực hiện những cuộc khảo sát đó, thì lợi thế về thông tin đại dương sẽ được cải thiện. Từ đó cung cấp cho nước này khả năng tìm thấy tàu ngầm của Mỹ và đồng minh theo thời gian khi họ hiểu rõ hơn về môi trường dưới đáy biển, Thomas Sugat cho biết thêm. Theo One High News, dữ liệu được thu thập trong chuyến thám hiểm đại dương mới nhất của Trung Quốc có thể giúp lấp đầy khoảng trống nghiên cứu về Đại Tây Dương và cung cấp cái nhìn sâu sắc về môi trường thủy nhiệt. Thông qua chuyến thám hiểm này, năng lực kỹ thuật lặn biển sâu của chúng tôi đã được kiểm chứng đầy đủ, Sun Yong Fu, nhà khoa học trưởng của đoàn thám hiểm đại dương đã nói vậy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!